Là một địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, việc cải tạo, nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường, xây dựng điểm đến xanh, thân thiện được tỉnh Phú Yên tích cực thực hiện và đạt nhiều kết quả. Mô hình nhà nhà bỏ rác vào thùng được thành phố Tuy Hòa triển khai thí điểm tại xã Bình Kiến năm 2022 và hiện đang được nhân rộng ở nhiều xã phường khác. Rác thải sinh hoạt được người dân tự rác bỏ vào thùng, chờ xe rác đến thu gom. Nhân rộng trên địa bàn thành phố, tất cả các đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn thành phố đều phải thực hiện để nhằm tiến đến thành phố quang minh, sạch đẹp và hiện đại. Sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế cũng giúp Phú Yên có thêm nguồn lực để thực hiện dự án Phú Yên thực hành không rác hay thí điểm giải pháp thay thế đồ nhựa trong đóng gói bao bì. Tỉnh hướng đến mục tiêu loại bỏ nhựa sử dụng một lần trong các nhà hàng, điểm du lịch. Cái gì dễ thì mình sẽ làm trước, cái gì khó mà mình làm sau. Ví dụ như là những cái mà mình có thể giảm ngay được, nó những cái sản phẩm nó không cần thiết, đó là những cái ống hút hay là những cái ly nhựa, cốc nhựa. Mô hình phân loại rác tại nguồn tại 16 địa phương thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Phú Yên đã giảm mạnh tình trạng xả thải ra môi trường, phù hợp với điều kiện kinh tế, lối sống của người dân. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương này triển khai ra diện rộng trong năm nay. Rất nhiều những hoạt động tuyên truyền, rồi nâng cao nhận thức cộng đồng v.v. và những cái mô hình về bảo vệ môi trường thì rất là mong muốn là những người dân, những người trực tiếp sử dụng và thải ra môi trường những cái sản phẩm, những cái rác thải đấy, chúng ta cùng ý thức, nâng cao ý thức trong việc chung tay bảo vệ môi trường để góp phần hình thành một môi trường xanh sạch đẹp cho tỉnh Phú Yên. Đề án Phú Yên Xanh đang được triển khai nhằm tập trung giải quyết triệt để rác thải sinh hoạt, giảm thiểu rác thải nhựa và tăng không gian xanh tại các khu dân cư, điểm du lịch, hướng đến mục tiêu xây dựng Phú Yên thành điểm đến xanh, thân thiện.